Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazuku và nhóm Double Wish You Joy. Mọi người thấy hết lockdown rồi nè, rất vui nha, đúng không? Nhiều cửa hàng, nhà hàng bắt đầu hoạt động nha, mở cửa lại nha, đúng không? Trong lockdown mình suy nghĩ sẽ hết lockdown thì món ăn gì nha? Món ăn Nhật Bản thì sushi, sashimi á. Nhà hàng món ăn Nhật Bản thì ăn sashimi sushi được nha. Trong lockdown mình đã suy nghĩ món ăn Việt Nam gì? Đầu tiên phải ăn món ăn đặc biệt đặc sản ở Việt Nam. Món ăn đó là phở nha, đúng không? Cho nên là mình sẽ đi mua phở nha. Phở to, phở bò to, phở to. Phở bò kho nha, ngon quá. Lockdown mình không ăn được, mình không biết cách nấu ăn phở bò kho này nha, nên không thể ăn được nha. Đã gặp rau rồi nha. Phở ơi, khỏe không? Khỏe hả? Khi lockdown đã làm gì á? Ngủ thôi hả? Wow, mình cũng giống như vậy nha. Cho nên là ăn nha, ăn nha. Sợi phở này là hơi nhỏ đúng không? Nhỏ quá. Thịt bò này là rất mềm và có nhiều mỡ nên rất ngon. Cũng có là sốt này nha, sốt ớt và sốt đến gì ạ? Sốt màu đen. Có sốt ớt nha, nên hơi cay nha. Ăn thử nha. Bình thường nữa hôm sử dụng sốt này nha. Ngon quá. Khi ăn phở thì chắc chắn cần lẩu nhiều nha. Mình không thích cái này. Nhưng mà cái này là tích nha. Không biết tên gì à? Minto hả? Cái này ngon. Vừa ăn phở này và rau này. Ngon đó. Cái này phở bò này là hơi mắc nha. Bình thường là một tô là 30.000, 40.000 á, 75.000 à. Mắc nè, nhưng mà ngon nè. Đối với cá rươi á, chi phí này là bình thường nè. Tại vì là chắc chắn là mình không thể nấu ăn phở bò kho như vậy nha, nên phải đi ăn nhà hàng đó. Chi phí này là ok. Nhiều người Việt Nam đó là nấu ăn được hả? Được không? Nếu được nấu ăn được thì chi phí 75.000 là cảm thấy hơi mắc nha. Có nhiều tiệc nó hơi hâm bực quá. Bừa nha. Tại quả mình và thịt này là giống nhau.
À, giống nhau. Khi mua phở này thì mình suy nghĩ nhiều nhé, không thể lựa chọn kho tái hay phở bò kho này nhé. Nhưng nhớ lại nhé, lần đầu tiên đi phở Quỳnh thì mình đã ăn phở bò kho này nhé. Tại vì là mình thích là beef stew nhé. Stew, mọi người biết stew nhé. Stew là món ăn phong cách Nhật Bản nha. Nhưng mà không nhớ tên bằng tiếng Việt. Là stew là stew hả? Stew Nhật cả. Stew bò phong cách Nhật Bản. Cái này Việt giống như vậy á. Carrot này là rất rất mềm. Hư rồi. Cái này mềm nhé. Phở này, à súp này và cà rốt này, thịt này là được nấu ăn nhiều thời gian rau rồi á, nên rất mềm và súp này là cũng hơi hơi mặn ngon á. Sau khi hết lockdown đầu tiên mình đã ăn tôm nè, tôm nướng nè và ếch nè, bằng tôi mua ếch nữa, bằng nói là mình thích ếch nha, nên cũng ăn ếch nha. Mình là không có các món ăn không thích nha. Mình ăn được tất cả các loại món ăn Việt Nam. Ăn ếch rồi nha. Nhưng mà không có. Nên bây giờ quyết định rồi. Vừa quyết định rồi nha. Sau khi dịch Corona thì mình lần đầu tiên ăn món ăn Việt Nam. Khi lockdown mình không ra đường nữa, không mua được phở bò kho như vậy nha. Nhỏ quá, quá buồn quá. Nên bây giờ là không thấy rất rất vui nha. Mình có một điểm tất bại nha. Việc đó là chắc chắn là cần bánh mì nữa. Khi ăn phở bò kho này nha, quen thì không mua nên đi Vinmart là bánh sandwich. Là chắc chắn khi ăn phở bò kho thì chấp bánh mì và súp nha, trong súp này nha, chấp. Làm món ăn của Kazu thảo ra món ăn mới á, là bánh mì phở bò kho. giống như sandwich nha, sandwich tiếng Nhật thì sandwich nhé, sandwich chấp nhé. Ngon, cái này cũng ngon nè. Thịt mà chứ quán phở ơi sẽ thảo ra làm bánh mì như vậy nha, ngon mà. Wow, cái này rất ngon nè. Phở này và sandwich này là cũng mềm nha, cũng có thịt bò này nè, thỉnh thoảng có cứng nha, mềm cứng rất ngon nha. Khi nhiều người Nhật ăn xôi phở như vậy, xôi mì này thì chắc chắn ăn như sau nha. Nhưng mà người Việt Nam là không thích các ăn như vậy nha. Và sự thật là mình không thể ăn các ăn như vậy nha. Mình không tốt nha. Ngon quá. Nó quá. Phản còn ở nhà á. Nên phản còn buồn. Rất hy vọng á sẽ đi nhà ở nhà hàng á. Phản còn chịu tương nha. Nhỏ lockdown thì bây giờ là rất rất tốt nha, là vui nha, vui hơn nha. Bây giờ là mua được rất ngon á. Tự nấu ăn ở nhà là không vui, và mình sống một mình thôi nên mỗi ngày là tự nấu ăn, không có việc khỏe nha, vui nha, việc vui nha. Phở bò kho này là rất ngon nha. Và mọi người hãy chỉ cho Kazu sau khi hết
lockdown thì đau tiếng âm món nào á, hãy viết comment tốt nha. Nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Mình thấy là khá dù khuôn nhóm Double Wish hôm nay là rất rất vui 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 vui. Bye bye nha. Sandwich, sandwich, bye bye.